Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô ly bài tập toán lớp 1 tập 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài 45 phép cộng trong phạm vi là 9. Bài số 1, viết dấu tích vào ô dưới phép tính có kết quả bằng 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 ra cộng 3 bằng 8, không phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy 5 ta cộng có 4 ở dưới thì bằng 9. Đó. Đây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 ta cộng 5 là bằng 9. Thế này. Bài số 2. Viết phép tính phù hợp với hình. 1 2 3 4 5 6. 6 ta cộng ở dưới là 3. Vậy là bằng 9. 1 2 3 4. 4 ta cộng với 1 2 3 4 5. 4 cộng 5 là bằng 9. 1 2 3 4 5. Ta cộng với 1 2 3 4 bằng 9. Bài số 3, viết số que tính vào chỗ chấm cho phù hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 này. 6 ta cộng với 3 là bằng 9. 6 cộng 3 bằng 9. Giờ đây chúng ta đã có 3 rồi, như vậy chúng ta phải thêm 6 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giờ là 6, 7, 8, 9. Nè. Còn bài này sao đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 như vậy chúng ta sẽ có là 7 ta cộng 2. 7 ta cộng cho 2. 7 cộng 2 là bằng 9. Như vậy này 7 thì chúng ta đã có 3 rồi. Vậy chúng ta cần 4 nữa. 1, 2, 3, 4. 4 và 3, 7. 7 bên này 2 thì bằng 9. Bài số 4. Viết số hoặc là dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp vào chỗ chấm. 2 ta cộng 7 là bằng 9. Bên này 9 là bằng nhau. 3 cộng 5 bằng 8. Bên này số 9. 8 bé bằng 9. 4 ta cộng 5 là sẽ là bằng 9. 8 ta cộng cho 0 là bằng 8. 8 bé bằng 9. 3 ta cộng 6 là bằng 9. 0 ta cộng cho 8 là bằng 8, 8 bé hơn 9. Bài số 5. Nhìn hình rồi hoàn thành bài toán. Có chấm chấm bạn đang chơi. 1 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta có 7 bạn đang chơi. Có thêm 2 bạn, hai bạn chạy tới nữa. Nè, hai bạn chạy tới nữa. Vậy có tất cả là bao nhiêu bạn đây? Bây giờ chúng ta sẽ có là 7 bạn đang chơi này, cộng 2 bạn đang chạy tới này. Vậy chúng ta sẽ có là 9 bạn. Vậy có tất cả là 9 bạn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.